Anh em lại là mình Thanh đây. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về một cái máy xay sinh tố cầm tay mini của Xiaomi Pinlo. Đây là một cái thương hiệu nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi ha. Giá của cái máy này thì mình mua giá khá là rẻ nha anh em. Áp mã xong các kiểu thì giá của nó chỉ đâu đó tầm khoảng cỡ 370 mấy ngàn thôi. Mình mua trên Lazada. Để mà mua được cái giá này thì trên Lazada họ đang có cái chương trình là siêu sale giữa tháng từ ngày 15 cho đến ngày 17 ha. Khi mà anh em xem video này tối đêm nay thì bắt đầu cái chương trình của họ rồi. Thì trong chương trình lần này thì Lazada họ cũng sẽ có mã hàng tiền nè, voucher tích lũy 400k cũng giống như là giảm 50% và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho đơn hàng từ 0 đồng. Và đây anh em, đây là cái phần hộp của sản phẩm thì bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần tem để hướng dẫn cho anh em sử dụng luôn. Có cái phần sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung thôi. Thật sự ra thì mình thấy anh em, chị em nào mà hay thích uống sinh tố thì sẽ rất là thích cái máy này. Ở đây thì nó sẽ có cho anh em là một cái phần cáp sạc micro USB ha. Một cái phần nắp để đậy lại, vào nắp này có gòn luôn. Và đây anh em, đây là cái thân máy chính ha. Thì anh em sẽ thấy thì ở ngoài thì nó sẽ làm bằng một cái màu trắng, nhìn rất gì là Xiaomi ha. Cái máy này nó có trọng lượng là 520g, một cái trọng lượng cũng khá là nặng ha. Cái phần ở trên này nè thì nó làm bằng cái chất liệu là nhựa thôi anh em. Nó có dung tích chứa là tối đa là 350ml. Và khi mà anh em xay xong á, thì anh em chỉ cần là để vô cái nắp này nè, anh em đậy lại. Đó, anh em uống. Cái này kiểu giống như là một cái ly luôn, để anh em đặt lên trên bàn anh em uống luôn ha. Hoặc là anh em cũng có thể đặt ngược như vậy, hoặc là đặt ngược như vậy thì cũng ok. Cái này vừa là cái phần cối xay và vừa là cái phần ly luôn. Thì cái này nó làm bằng chất liệu là nhựa thôi nha anh em. Tối đa là nó được 350ml. Và đây là cái phần cối chính của nó, thì cái phần này là cái phần nặng nhất. Bên trong sẽ được trang bị một cái khối động cơ có công suất là 70W. Anh em nghe không lầm đâu, công suất là 70W. Và nó sẽ được trang bị 2 viên pin, mỗi viên pin là dung lượng 1800mAh. Với cái viên pin này á, thì nó sẽ cho cái máy này nó hoạt động ha. Hoạt động mỗi lần xay của nó là khoảng 30 giây thì nó sẽ chạy ra đó tầm khoảng cỡ từ 25 cho đến 30 lần như vậy, thì tương đương với lại khoảng 8-9 phút gì đấy với cái dung lượng pin này. Tuy nhiên thì nếu mà anh em xay một cái ly sinh tố á, thì phải nói thật sự á, là anh em chỉ cần xay khoảng 2 lần thôi. Mình test mình uống bữa giờ rồi, mình xay bữa giờ thì chỉ cần 2 lần ngắn thôi, phải nó đó tầm khoảng cỡ 60 giây thôi thì thật sự là nó rất là nét. Vì vậy khi mà anh em nạp điện đầy cho cái phần cối này thì anh em xay được đó tầm khoảng cỡ 8-9 ly là chuyện bình thường, quá là dễ dàng đối với cái máy này. Về phần sạc lại máy á, thì trên phần máy này nè nó sẽ có một cái phần nắp đậy. Đây thì nó sẽ có một cái cổng sạc micro USB ha. Anh em sạc thông qua cái sạc dự phòng hay là adapter sạc thì đều được luôn. Anh em cắm vô. Mới mua về thì nhớ sạc nha. Tại vì pin trong hộp có thể là nó không đủ á. Nó sẽ có một cái phần đèn trắng để chớp chớp như vậy. Khi mà đầy pin thì nó sẽ ngắt, nó không chớp nữa ha. Cái phần này là cái phần lưỡi dao, thì nó sẽ tổng cộng là có phần 4 lưỡi dao. 2 lưỡi hướng xuống dưới và 2 lưỡi bẹt lên trên, thì nó sẽ giúp cho anh em là xay được cái phần rau củ của anh em hay là trái cây của anh em nó sẽ được mịn màng hơn, và xay đá nó sẽ được mịn hơn. Nó sẽ có một cái phần gòn cao su tròn ở đây luôn ha, nhìn rất là cứng cáp. Phần ở dưới đáy nó cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái phần cao su để cho nó giúp cái phần máy này nó hoạt động được tốt hơn. Và khi mà không có cái phần nắp đậy này đẩy lên á, thì anh em thấy đây, mình bật đây thì cái phần đèn nè nó báo đèn đỏ, có nghĩa là nó không có được đẩy khích thì nó cũng sẽ báo đèn đỏ luôn ha. Bây giờ mình sẽ đẩy lên cho anh em xem. Đây mình sẽ đẩy lên cho anh em xem ha. Nó thông minh lắm. Nó sẽ bảo vệ được là khi mà anh em xay thì nó sẽ không bị chặt vô tay anh em á, nói là vậy. Đây bây giờ mình sẽ bấm thì anh em thấy nó báo đèn đỏ nè, mình sẽ dẫn kích hơn thì mình bấm nó sẽ chạy ha. Nó. Tuy nhiên thì 5 giây nó sẽ ngắt. Anh em thấy nó ngắt chưa? Lý do tại sao nó ngắt, tại vì nó sẽ không có cái phần nước hay là không có cái phần kiểu trái cây trong đây nè, thì nó sẽ không có nhận được là cái máy nó không tải, thì nó sẽ tự động nó ngắt để bảo vệ cái máy ha. Hoặc là khi mà anh em đang xay như vậy và anh em mở ra thì máy nó cũng sẽ ngắt luôn. Cái tính năng nó bảo vệ như vậy ha. Khi nào mà đẩy khích á thì nó mới chạy, và khi nào mà có trái cây hay là có nước đá trong cái máy này thì nó mới xay, còn không có thì máy nó tự ngắt. Thì bây giờ mình sẽ thử xay cho anh em xem là khi mà lắp và xay thì nó sẽ như thế nào nha. Và đây anh em thì bây giờ mình đã rửa cái cối vô rồi nè anh em. Cái cối này thì nó làm bằng chất liệu là bằng nhựa thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái phần đu đủ vô. Anh em có thể là xay bơ hay là xay cà rốt gì đó, tùy thọ thích thôi. Quan trọng là anh em thích uống gì thì anh em xay đó thôi, chứ đâu có quan trọng là bỏ gì vô đây đâu. Nhớ là bỏ gì vừa thôi nghe. Bỏ quá nó hơi đầy thì nó hơi khó xay á. Bỏ vô. khoảng bao nhiêu đây thôi là được. Xong rồi mình sẽ bỏ thêm phần sữa vô, sữa hay đường gì cũng được ha, này là sữa tươi. Tiếp theo là bỏ một ít đá vô nữa, uống lạnh lạnh nó mới đã. Bỏ đá nhiều nhiều vô. Và tiếp theo là mình sẽ đậy cái phần nắp lại ha. Đó, đậy lại. Đậy cho cứng, cái là nó sẽ có một cái phần báo. Bây giờ bấm 2 cái để xoay. Nhớ nha, bấm 2 cái để xoay. Và nếu muốn tắt á, thì bấm 1 cái để tắt. Bấm 2 cái để xoay và 1 cái đã tắt. Còn nếu mà bấm cho nó xoay rồi thì 30 giây nó sẽ tự động nó dừng lên đó. Anh em thấy cái phần nước nó lên nè. Xoay như vậy. Đây. Xoay cực kỳ là mạnh nha, máy mạnh lắm á. Đây thấy không? Đó, dừng rồi đó anh em. Muốn xoay nữa thì bấm 2 cái nữa để cho nó xoay. Chừng nào cảm thấy mạnh thì thôi. Rồi ví dụ như mình cảm thấy như vậy được thì mình có thể là bấm 1 cái cho nó dừng, đơn giản không? Và khi mà xoay xong rồi thì anh em cứ đặt xuống như vậy ha. Anh em cứ đặt khoảng tí đi, khoảng chừng đâu đó vài giây gì đấy, để cho cái phần nước á, nó sẽ kiểu ở trên này nè thì nó sẽ chảy xuống đây, cho nó xuống đây hết. Thì anh em hãy mở cái phần này ra ha, mở ra. Và cái phần này nè, anh em cứ rửa dưới cái vòi nước bình thường nha. Anh em đừng thấy nó dơ không rửa nha. Rửa dưới vòi nước bình thường, rửa xong rồi cứ lau khô ở ngoài thôi, chứ đừng ngâm cái cục này dưới nước nha. Chỉ cần rửa sơ phần này nè, dưới vòi nước rửa đi. Rồi bắt đầu anh em lau khô là được. Đây là cái phần sinh tố mà mình xay được ha. Mình sẽ cho anh em thấy đây, cái phần sinh tố rất là mịn nha, mình uống thử. Cực kỳ là mịn nha anh em. Không chỉ đu đủ đâu mà kể cả cà gót hay là những cái gì anh em thích uống xay sinh tố. Anh em xay bằng máy lớn được thì cái máy nhỏ này nó lo tuốt hết. Tuy nhiên thì sắc hơi nhỏ nhỏ tí ha, để lên thì cho nó dễ dàng nó xay hơn. Đá thì đặt hơi mịn mịn tí là ok à. Với cái máy của Xiaomi Pinlo này thì mình thấy với mức giá nào đó tầm khoảng cỡ trên dưới 300.000 ha, thì thật sự là một cái máy cực kỳ là đáng mua luôn. Mình thấy trên thị trường cũng bán những cái máy nhỏ nhỏ giá khoảng 100 200 á, thì những cái máy đó thường thường mình mua mình sử dụng mình thấy cái động cơ nó sẽ không được mạnh, và thứ hai nữa thì dùng nó sẽ không được bền. Còn riêng cái máy này thì mình bữa giờ mình test mình xay rất là nhiều quận thì mình thấy cực kỳ là ngon lành. Về phần link mua cái máy xay sinh tố của Pinlo này cũng giống như là cái link dẫn đến cái chương trình Lazada sale giữa tháng thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em bấm vào anh em tham khảo và mua ha. Mình sẽ để link lấy mã giảm giá nè, link dẫn đến những cái sản phẩm giá sốc á, anh em bấm vô xem phù hợp với cái sản phẩm nào thì có thể là mua về sử dụng nha. Anh em cảm thấy video hay thì nhắn like, share cũng như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.